Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 21 trang 17 sách giáo khoa toán 8 tập 2. Ở bài 21, giải các phương trình. Ý A, 3x trừ 2 nhân với 4x cộng 5 bằng 0. Ý B, 2,3 nhân x trừ 6,9 nhân cho 0,1x cộng 2 bằng 0. Tương tự như vậy ở ý C và ý D. Thì ở đây, đối với bài 21, các em có thể nhận thấy ngay được phương trình ở đây của chúng ta là phương trình tích, đúng không em? Với phương trình tích, tức là cái phương trình của chúng ta ở đây cô ghi phương pháp giải nhá. Về phương pháp này, chính là phương trình có dạng đó là AX nhân với BX bằng 0. Với dạng phương trình tích như này, thì như các em đã biết, thì ở đây chúng ta sẽ tương đương được với đó là hoặc là AX bằng 0. Hoặc ở đây đó là BX của chúng ta bằng 0. Và ông này, với phương pháp như trên thì đầu tiên ở đây đối với ý A, 3x trừ 2 nhân 4x cộng 5 bằng 0. Thì này phương trình của chúng ta sẽ tương đương được với đó là hoặc 3x trừ 2 bằng 0 hoặc 4x cộng 5 bằng 0. Và cứ như vậy thì chúng ta sẽ đi giải được các phương trình BCD. Vậy đầu tiên ở đây, đối với phương trình A, ở ý A, thì này ở đây chúng ta có đó là 3x trừ 2 nhân với 4x cộng 5 bằng 0. Thì các em sẽ tương đương được với hoặc ở đây đó là 3x trừ 2 bằng 0, đúng không? Hoặc là 4x cộng 5 bằng 0. Và đến đây thì chúng ta sẽ tương đương được với đó là hoặc 3x bằng 2 hoặc 4x sẽ bằng âm 5, đúng không em? Chúng ta tiến hành chuyển vế. Chúng ta chuyển biến ở một vế và hệ số tự do, tức là số chúng ta chuyển sang một vế. Rồi, và đến đây thì các em sẽ tương đương được với đó là x thì sẽ bằng 2/3 và x ở đây sẽ bằng âm 5/4, đúng không em? Và sau khi giải phương trình xong thì các em nhớ là chúng ta phải kết luận tập nghiệm của phương trình. Đến đây, vậy phương trình có tập nghiệm là, vậy phương trình có tập nghiệm hôm nay là S của chúng ta sẽ bằng 2/3 và âm 5/4, đúng không em? Rồi, tiếp theo thì ở ý B, các em có phương trình đó chính là 2,3x trừ đi 6,9 nhân cho 0,1x cộng 2 bằng 0. Và đến đây thì phương trình của chúng ta cũng sẽ tương đương với hai trường hợp, đó là hoặc 2,3x trừ 6,9 bằng 0 hoặc 0,1x cộng 2 bằng 0. Và đến đây thì các em sẽ tương đương được với đó là hoặc 2,3x thì sẽ bằng 6,9 và 0,1x ở đây sẽ bằng âm 2, đúng không? Và đến đây thì chúng ta sẽ tương đương với ở đây đó chính là x thì sẽ bằng 6,9 chia cho 2,3 và x ở đây thì sẽ bằng âm 2 chia cho 0,1, đúng chưa các em? Và đến đây thì các em sẽ tương đương được với hoặc x sẽ bằng 6,9 chia cho 2,3 thì tức là x của chúng ta sẽ bằng 3. Và x ở đây là bằng âm 2 chia cho 0,1, tức là x sẽ bằng âm 20. Và đến đây thì chúng ta sẽ kết luận được, vậy phương trình có tập nghiệm là, vậy phương trình có tập nghiệm này, S của chúng ta sẽ gồm hai giá trị đó là 3 và âm 20. Rồi, tiếp theo ở ý C. Ở ý C chúng ta có 4x cộng 2 nhân với x bình cộng 1 là bằng 0. Thì ở đây vẫn là dạng của phương trình tích, đúng không? Thì chúng ta sẽ có đó là hai trường hợp, đó là 4x cộng 2 bằng 0 hoặc là x bình cộng 1 bằng 0. Tuy nhiên để ý này,
để ý thì các em sẽ thấy x bình của chúng ta luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy thì x bình cộng 1 sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 1 và lớn hơn hẳn 0 rồi. Vậy thì lúc này x bình cộng 1 của chúng ta là sẽ không bằng 0 được. Vậy thì để giải được phương trình C thì trước khi giải các em sẽ lập luận như sau. Ở đây chúng ta sẽ có này. Vì x bình phương thì luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Lên lúc này x bình cộng 1 thì sẽ lớn hơn hoặc bằng 1, đúng không em? Tức là các em cộng đồng thời cả hai vế ở đây với 1 thì chúng ta sẽ được là x bình cộng 1 sẽ lớn hơn hoặc bằng 1. 1 thì lớn hơn hẳn 0 rồi, đúng không? Ở đây là với mọi x thuộc R. Và lúc này thì lúc này khi mà x bình cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 1 và lớn hơn hẳn 0 rồi thì ở đây chúng ta sẽ có được như sau, đó chính là 4x cộng 2 nhân cho x bình cộng 1 bằng 0 thì cái này sẽ tương đương với đó chính là 4x cộng 2 bằng 0, bởi vì chúng ta đã chứng minh được là x bình cộng 1 ở đây là lớn hơn 0 rồi. Và đến đây thì các em sẽ tương đương được với đó là 4x thì sẽ bằng âm 2 và tương đương với x ở đây sẽ bằng âm 2 chia 4, đúng không? Tức là bằng âm 2 phần 4. Và tương đương với rút gọn đi chúng ta sẽ được là x sẽ bằng âm 1 phần 2. Và đến đây thì các em sẽ kết luận được đó là vậy phương trình có tập nghiệm F của này của chúng ta chỉ gồm một phần tử đó là âm 1 phần 2. Đến đây chúng ta sẽ kết luận vậy phương trình có tập nghiệm đó chính là S của chúng ta bằng âm 1 phần 2. Rồi, tiếp theo đối với phương trình D. Phương trình D ở đây của chúng ta đó là 2x cộng 7 nhân x trừ 5 nhân với 5x cộng 1. Ở đây chúng ta được là 2x cộng 7 này nhân với x trừ 5 rồi nhân với 5x cộng 1. Ở đây là bằng 0. Thì lúc này các em nhận thấy được ở đây của chúng ta là tích của 3 đa thức, đúng không? Tích của 3 đa thức. Vậy thì ở đây lúc này thì chúng ta vẫn sẽ có các trường hợp đó chính là 2x cộng 7 bằng 0, x trừ 5 bằng 0 và 5x cộng 1 ở đây là bằng 0. Vậy thì ở đây chúng ta cũng sẽ tương đương với 3 trường hợp. Ở đây đó chính là 2x cộng 7 bằng 0, x trừ 5 bằng 0 và 5x cộng 1 bằng 0. Bởi vì là ở đây là tích là của 3 thừa số, đúng không? 3 đa thức. Tuy nhiên thì các em nhận thấy là nếu như mà 2x cộng 7 mà bằng 0 thì cũng làm cho cả cái phương trình này là bằng 0 rồi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có 3 trường hợp như này nhé. Và đến đây tiến hành giải thì các em sẽ tương đương được với đó là 2x của chúng ta sẽ bằng âm 7, x ở đây sẽ bằng 5, 5x cộng 1 bằng 0 thì sẽ tương đương với 5x sẽ bằng âm 1. Và đến đây thì các em sẽ tương đương được với đó là hoặc 2x bằng âm 7 thì x ở đây sẽ bằng âm 7 phần 2 và x bằng 5, 5x bằng âm 1 tức là x sẽ bằng âm 1 phần 5. Và đến đây thì sau khi giải được phương trình D thì chúng ta sẽ có 3 giá trị của x thỏa mãn. Và đến đây các em sẽ kết luận vậy phương trình có tập nghiệm là lúc này thì S của chúng ta sẽ gồm 3 giá trị, đó chính là âm 7 phần 2, 5 và âm 1 phần 5. Rồi, vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em giải xong bài 21 trang 17 sách giáo khoa toán 8 tập 2.